Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán ha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có hai chữ số. Thì bước 1 mình sẽ nói về số hai chữ số, sau đó mình chỉ tất cả các bạn cách đếm số có hai chữ số. Cách thứ nhất là các bạn đếm, cách thứ hai là bạn áp dụng công thức, được chưa? Rồi mình ví dụ về số có hai chữ số. Ví dụ các bạn, ví dụ như sau: 10, 12. Cái số này được gọi là số có hai chữ số. Vì sao? Cách thứ nhất, các bạn đếm từ phải sang trái giúp mình. Đây, 1, 2, được chưa? Cách thứ hai là các bạn dựa vào số hàng của nó. Số có hai chữ số từ phải sang trái thì gồm có hàng đơn vị. Tiếp theo đó là hàng chục. Được chưa? Số có hai chữ số phải đảm bảo gồm có hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa? Vậy số có hai chữ số mà các bạn biết đó là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 119. Tiếp tục 20... tiếp tục tới 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90, 99. Vậy chưa? Rồi thì các bạn, cách thứ nhất mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn biết đó là cách đếm. Thì các bạn nhìn nè, nè đếm nè: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi hàng chục 1 là được 10, hàng chục 2 được 10, hàng chục 3 được 10, hàng chục 4 được 10. Vậy là mình sẽ cộng nè: 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10, bao nhiêu lần ạ? 9 lần, được chưa? 10 cộng 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoặc các bạn có thể lấy là 10 nhân 9 lần, vậy là ra 90 số. 90 số có hai chữ số, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn dùng công thức giúp mình. Rồi cách thứ hai các bạn, cách thứ hai mình dùng công thức nha, do hết chỗ rồi mình sẽ làm ở chỗ này. Thì đây, bước 1 tính khoảng cách giữa các con số. Số thứ nhất nè, số thứ hai nè, các bạn lấy 11 trừ 10 ra mấy ạ? Được 1. Đây chính là khoảng cách giữa các con số, được chưa? Và tiếp theo các bạn xác định giúp mình số lớn nhất trong cái dãy số này đó là số nào ạ? Đó chính là số 99. Ok chưa? Và số bé nhất trong cái dãy số này là số mấy ạ? Số 10. Được chưa? Thứ nhất nè, xác định được khoảng cách nè. Thứ hai, xác định được số lớn nhất nè. Thứ ba, xác định được số bé nhất. Sau đó các bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức giúp mình. Số lớn nhất nha các bạn, trừ số bé nhất, tất cả chia cho khoảng cách. Rồi cộng 1. Mình nhắc lại nữa, để tìm số lượng của các con số thì các bạn lấy nè: số lớn nhất trừ số bé nhất, tất cả chia cho khoảng cách, rồi cộng thêm 1. Rồi bắt đầu nha các bạn. Số lớn nhất là bao nhiêu ạ? 99 trừ cho số bé nhất là bao nhiêu ạ? 10, tất cả chia cho khoảng cách của mình là bao nhiêu ạ? 1, rồi cộng thêm 1. Rồi bắt đầu, 99 trừ 10 còn lại 80. 89 chia 1 ra cộng thêm 1. 89 chia 1 ra 89 cộng 1 nữa ra 90. Ok chưa? Đó, 1 là các bạn dùng phương pháp đếm, 2 là các bạn dùng phương pháp là công thức. Nhớ công thức này chỉ tính được khi các con số của nó cách đều nhau. Đây, ví dụ như 11 cách 10 một đơn vị, 12 cách 11 một đơn vị, 13
S12 một đơn vị nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.